Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hỏi hay đáp chuẩn của bác sĩ Vinmec. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Đức. Bác sĩ ơi, tại sao bao cao su lại kéo dài được thời gian quan hệ ạ? Đây là một loại bao cao su đặc biệt sẽ giúp kéo dài thời gian quan hệ. Chúng được thiết kế với một kết cấu mỏng, mềm và có gai gân chạy dập, từ đó giúp tăng khoái cảm và dễ dàng lên đỉnh hơn. Cái khác là bên trong loại bao cao su này có chất gây tê, lidocaine và benzocaine là những chất gây tê an toàn đã được công nhận. Nó có tác dụng gây tê nhẹ nhàng, kìm hãm sự nhạy bén ở đầu dương vật cho nam giới và giúp các mài dâu tránh được tình trạng xuất tinh sớm và kéo dài thời gian quan hệ hơn một vài phút đó. Tiếp theo là câu hỏi đến từ bạn Loan Trần. Bao cao su dành cho con gái có dễ sử dụng không ạ? Vâng, bao cao su nữ thì được đeo lỏng trong âm đạo và thường dài khoảng 17cm, có tác dụng ngừa thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm HIV. Thành phần của bao cao su nữ cũng giống như thành phần của bao cao su nam. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng bao cao su cho nữ thì bạn cần biết là bao cao su nữ có thể đặt vào âm đạo khoảng 8 tiếng trước khi quan hệ. Việc này giúp nó phát huy tác dụng bằng cách tạo ra tấm màng chắn giữa cổ tử cung và tinh dịch một cách chắc chắn nhất. Sử dụng bao cao su nữ khá là đơn giản, cũng như bao cao su nam vậy thôi, như thế này nhé. Đầu tiên bạn lấy bao cao su ra khỏi bao bì nhẹ nhàng cẩn thận, không làm rách bao. Chỉ nên dùng tay mà không được dùng răng để cắn, hoặc cẩn thận với móng tay dài và đồ trang sức. Khi đeo bao vào âm đạo, bạn có thể ngồi xổm, nằm hoặc đứng ở tư thế tạo sự thoải mái nhất cho bạn. Giống như với cách bạn chèn một chiếc băng. Bóp vòng nhỏ của đầu dưới bao cao su, sau đó đặt nó vào âm đạo của bạn ở nơi sâu nhất và đảm bảo rằng chúng không bị xoắn lại. Phần đầu còn lại của bao cao su sẽ bao phủ vùng xung quanh bên ngoài của âm đạo. Khi tiến hành quan hệ tình dục, cho dương vật đi vào bên trong bao cao su, chú ý sao cho không làm bao bị lệch khiến dương vật tiếp xúc trực tiếp âm đạo. Bạn có thể hỗ trợ đối tác đưa dương vật vào đúng vị trí. Khi quan hệ tình dục xong, bạn xoắn phần đầu bên ngoài để không làm tinh dịch tràn ra ngoài và rút bao nhẹ nhàng khỏi âm đạo. Tiếp theo, bạn gói bao cao su lại rồi vứt vào thùng rác. Chú ý không được vứt bao cao su vào bồn tắm, bồn cầu bởi vì chúng có khả năng làm nghẽn đường nước nhà bạn. Bạn nên đeo bao cao su cho nữ giới mỗi khi quan hệ tình dục, nhưng nếu đối tác nam đã đeo bao cao su thì bạn không cần phải đeo nữa. Đeo hai bao cùng lúc khiến chúng càng dễ rách hơn. Tiếp theo là một câu hỏi rất là thú vị đến từ bạn khán giả có nickname là Nobita0809. Bác sĩ ơi, cháu mới học lớp 9 thôi và cháu rất thắc mắc tại sao con người lại thích tình dục hả mọi người? Vâng, một câu hỏi hết sức là thú vị đúng không nào? Nhưng nó có dẫn chứng khoa học đấy ạ. Sau khi đã khảo sát hơn 1.500 thanh niên về thái độ và kinh nghiệm tình dục, các chuyên gia của Mỹ đã tìm ra được 4 nhóm lý do chính khiến con người có ham mê về tình dục. Đầu tiên là lý do thể chất. Tình dục giúp khơi dậy niềm vui này, sự gắn kết, giảm trầm cảm và căng thẳng, tăng vận động, khám phá bản thân và người khác, hoặc để thu hút đối phương. Thật sự thì những khoái cảm của quan hệ tình dục giúp con người tăng sức đối phó với trạng thái trầm cảm, giải thoát khỏi sự mệt mỏi và căng thẳng, cải thiện hệ thống tim mạch, thậm chí củng cố hệ thống miễn dịch nữa. Thứ hai, con người thích quan hệ tình dục vì họ muốn sinh con, duy trì nòi giống. Họ còn dùng tình dục để vun đắp tình cảm, thể hiện tình yêu với nửa kia. Yêu thương đối phương cần được yêu thương, thể hiện lời hứa hoặc là lòng biết ơn. Tiếp theo nữa, tình dục còn khiến con người khẳng định bản thân, ngăn không cho nửa kia ngoại tình với người khác. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Thật sự là có nhiều người đã chia sẻ họ cảm thấy được giải phóng bản thân khi quan hệ tình dục và giải phóng cả về thể chất lẫn tâm sinh lý. Cho nên nó là một phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Bạn Ngọc Hương có gửi đến chương trình một câu hỏi như sau. Bác sĩ ơi, không biết là nốt gel bôi trơn có trong bao cao su thì có bị sao không ạ? Hiện nay thì gel bôi trơn được sử dụng nhiều để giảm ma sát và tạo cảm giác êm ái, mượt mà trong các hoạt động tình dục. Để đáp ứng nhu cầu thì gel bôi trơn trong quan hệ tình dục có rất nhiều hương vị khác nhau như táo xanh, anh đào, vanilla. Dù có hương vị hay là không có hương vị thì tất cả các loại gel bôi trơn bạn sử dụng đều ăn được. Bởi vì nếu nó không an toàn cho đường miệng thì cũng sẽ gây nguy hiểm khi bạn sử dụng gần âm đạo và hậu môn. Tác dụng phụ từ chất bôi trơn bao cao su phụ thuộc vào các thành phần cụ thể của nó, nồng độ của các thành phần này, hàm lượng của chúng và đường tiếp xúc với các thành phần trên với cơ thể. Khi được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cho dù bôi âm đạo, dương vật hay hậu môn, chất bôi trơn cá nhân thường an toàn và dung nạp tốt, bạn yên tâm nhé. Bạn Việt Anh có chia sẻ với chương trình như sau. Để bao cao su trong ví là an toàn nhất, lại tiện, anh em có đồng ý với tôi không? No, ai mà đồng ý là nhầm to nhá. Các nhà sản xuất khuyến cáo là chúng ta không nên để bao cao su trong ví, bởi vì bên trong ví rất chật hẹp và bạn phải thường xuyên gấp mở ví. Điều này vừa gây chèn ép vừa tạo độ ma sát đối với bao cao su nên có thể gây hỏng bao, thậm chí dễ rách hơn khi sử dụng. Không nên cất bao cao su ở nơi quá nóng hoặc là quá lạnh. Nhiệt độ lý tưởng nhất để bảo vệ bao cao su là từ 20 đến 22 độ C. Chúng ta cũng không nên để bao cao su tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc là những nơi ẩm ướt, bởi vì điều đó có thể gây ảnh hưởng đến bao cao su và rất dễ rách khi bạn sử dụng.
Thế nên để bao cao su ở đâu thì tốt, mách bạn một số chỗ vừa an toàn mà lại sexy nhé. Hộp tủ đựng đồ lót, một chiếc hộp lọ theo sở thích cá nhân, đối tác mà bạn biết chắc chắn đánh giá bạn tinh tế lắm đây. Quần áo, mũ len, tất vớ sạch trong tủ cũng là công cụ giúp bạn cất giữ bao cao su được tốt hơn. Kẹp bao cao su trong một cuốn sách mà bạn không đọc nữa. Chà, thật là lãng mạn đúng không nào? Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng với Hỏi Hay Đáp Chuẩn của bác sĩ Vinmec. Nếu như quý vị có bất cứ vấn đề sức khỏe nào cần được tư vấn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ tới hotline hoặc qua fanpage website của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec để được các bác sĩ với chuyên môn cao tận tình tư vấn giải đáp. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Bye bye! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.